Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Oraptic được sản xuất tại công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Oraptic cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Oraptic Omeprazone Pele tương đương 20mg Omeprazone Năng số 2 nâu hồng một bộ Chỉ định của Oraptic Điều trị loét tá tràng, loét dạ dày, viêm thực quản kèm loét và hội chứng Zollinger, Ellison Giảm chứng khó tiêu do axit Phòng ngừa sự hít phải axit trong suốt quá trình gây mê thông thường. Cách dùng và liều dùng của Oraptic. Cách dùng. Thuốc dùng bằng đường uống. Liều dùng. Loét dạ dày đến tá tràng, ngày uống 20 mg trong 4 đến 8 tuần. Viêm thực quản hoặc bệnh trào ngược dạ dày đến thực quản, mỗi ngày uống 20 mg trong 4 đến 8 tuần. Hội chứng Zollinger đến Ellison, khởi đầu mỗi ngày 60 mg sau đó chỉnh liều tùy theo tình trạng bệnh. Chống chỉ định của Oraptic. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Thận trọng khi sử dụng Oraptic. Trước khi điều trị, cần làm xét nghiệm cho bệnh nhân để loại trừ khả năng bị bệnh ác tính. Thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân bị suy gan nặng, cần giảm liều ở đối tượng này. Sử dụng Oraptic cho phụ nữ có thai và cho con bú. Phụ nữ có thai nên cân nhắc trước khi sử dụng. Phụ nữ cho con bú, không nên sử dụng. Sử dụng Oraptic cho người lái xe và vận hành máy móc. Oraptic không gây ảnh hưởng đến người lái xe hay đang vận hành máy móc. Tác dụng phụ của Oraptic Thuốc Oraptic có thể gây ra một số tác dụng ngoài ý muốn, tuy nhiên hiếm gặp như buồn nôn, đau đầu, tiêu chảy, táo bón, đầy hơi và nổi mẫn da. Khi có các biểu hiện bất thường trong quá trình sử dụng thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ. Tương tác thuốc Omeprazone làm tăng nồng độ của địa Zepam, phenytoin và warfarin trong huyết tương khi dùng đồng thời. Sự hấp thu ketoconazole sẽ giảm khi điều trị cùng với omeprazone. Nồng độ của omeprazone và clactromycin đều tăng khi dùng đồng thời. Khi sử dụng thuốc tốt nhất, bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ biết về các loại thuốc mà mình đang sử dụng để bác sĩ tư vấn tránh xảy ra các tương tác không mong muốn. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Oraptic, đồng thời biết cách sử dụng Oraptic sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham